xin Chúa, Chúa ơi xót thương các linh hồn từ nơi vực sâu u tối luôn khát mong tình thương. Chúng con cùng cầu xin Chúa, Chúa ơi cứu vớt các linh hồn từ nơi vực thẳm thương đau, đợi trông Chúa nhậm lời. Ôi lạy trên Thiên Chúa, lắng nghe ngàn lời khấn nguyện, xin khoan hồng tha thứ xóa hết tội lỗi. Ôi lạy trên Thiên Chúa, chiếu soi chiếu thiên sáng người và ban cho các linh hồn được hưởng vinh phú. Chúng con cùng cầu xin Chúa, Chúa ơi xót thương các linh hồn ngày đêm lựa hình nung nâu luôn đớn đau sâu thương. Cúi xin lòng từ bi Chúa, xuống ơn cứu thoát các linh hồn khổ đau liền hình quá mau, hưởng vui cõi thiên đường. Ôi lạy trên Thiên Chúa, lắng nghe ngàn lời khấn nguyện, xin khoan hồng tha thứ xóa hết tội lỗi. Ôi lạy trên Thiên Chúa, chiếu soi chiếu thiên sáng người và ban cho các linh hồn được hưởng vinh phú. Suối trong lành tựa như tuần canh đứng gác luôn ước mong hương đâu. Chúng con một niềm tin tha, Chúa ơi cứu giúp các linh hồn, tình thương biển trời bao la nguồn ơn phúc tràn hòa. Trên Thiên Chúa, lắng nghe ngàn lời khấn nguyện, xin khoan hồng tha thứ xóa hết tội lỗi. Ôi lạy trên Thiên Chúa, chiếu soi chiếu thiên sáng người và ban cho các linh hồn được hưởng vinh phú. Trên Thiên Chúa, lắng nghe ngàn lời khấn nguyện, xin khoan hồng tha thứ xóa hết tội lỗi. Ôi lạy trên Thiên Chúa, chiếu soi chiếu thiên sáng người và ban cho các linh hồn được hưởng vinh phú. Thank you.
Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa xúc con xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cùng xô lâm tấm thân con. Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã cuộc đời nhân đến. Hôm nay chủ nhật cuối cùng của năm phục vụ, hội thánh mừng kính trọng thể lễ Chúa Kitô Vua, người là Thiên Chúa quyền năng, là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng, nên mọi việc chúng ta làm đều quy hướng về người và làm cho danh người được cả sáng trên trần gian. Khi long trọng mừng lễ Chúa Kitô Vua, chúng ta mong đợi ngày hồng phúc, ngày Chúa của chúng ta ngự đến trong vinh quang, xét xử mọi người. Hơn nữa, từng giây từng phút chúng ta cũng phải sẵn sàng và chuẩn bị tâm hồn để đón rước Vua của chúng ta ngự đến trong giờ sau nhất. Ngày xét xử đó có thể là ngày hạnh phúc, vui mừng và vinh quang, nhưng cũng có thể là ngày sợ hãi, tăm tối và đau khổ. Việc chung trong tâm tình ấy, giới trẻ chúng con cùng cộng đoàn tưởng nhớ đến những người thân yêu đã qua đời. Chúng ta cùng với giáo hội cả hoàn hãy thành thần dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin chân thành, những hy sinh của chúng ta, để xin Chúa thương tha tẩy những lỗi lầm cho các linh hồn đang còn trong thời gian thanh luyện, để các vị ấy mau được hưởng thánh nhan Chúa, và xin cho chúng ta ngày sau cũng được hưởng hạnh phúc cùng các thánh trong vương quốc tình yêu vĩnh cửu của Chúa Giêsu Kitô, Vua muôn đời. Kính mời cộng đoàn đứng hướng về đàn rước và cùng việc dâng thánh lễ. Oh,
nhân dân cha bà con bà thân thần. Mình xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiền của Chúa Thánh Hồn ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, quý cố, quý phụ, quý đức, thưa bạn trẻ em, các bạn trẻ thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày cuối của tháng 11, tháng cầu nguyện cho các nạn linh hồn. Hôm nay cùng với giáo hội, chúng ta hân hoan mừng lễ trọng Đức Chúa Kitô là vua vũ trụ, là vua của chúng ta, là vua của các linh hồn đã được an nghỉ trong tình yêu của Chúa. Hiện diện tại nghĩa trang giáo sư chúng ta hôm nay, cộng đoàn chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho quý tổ tiên, quý ông bà cha mẹ, những người thân yêu, những người trong giáo sư chúng ta đã an nghỉ, và trong tâm tình tưởng nhớ tri ân, chúng ta cầu nguyện cho linh hồn quý gia cố, quý tu sĩ, quý chức ban chỉ giáo, mọi người trong giáo sư chúng ta. Xin Chúa đón nhận sự hy sinh của mỗi người chúng ta qua công tác chuẩn bị, qua việc dù trời mưa nắng đã đến đây để hiện diện cử hành thánh lễ. Xin Chúa Kitô cũng là đấng đầu lòng thương xót đã đổ máu, cứu độ, đói thương, ban ơn bơ móc, chúi cho các linh hồn đang thăm luyện trong lửa địa ngục, để các ngài được hạnh phúc mát mẻ, và nhất là được Chúa dân dọc vòng tay đón đưa vào vương quốc tình yêu đến chủ của người. Hiện dân thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn và cầu bình an cùng với giới trẻ và đội trưởng nữ Đức Mẹ Thổ Đi, cầu cho các linh hồn, cầu cho Maria Ngàn, cho Anna Tiền, cho Dung Xem Đức, Dung Xem Tiên, cho Dung Xem Tiên, Du Xe Nhân Dũng 10 năm, cho Trung Diệp, Du Xe Văn, cho anh Đô Thằng, Anna Bằng, Anna Thụ, Đàm Minh Phật, Anna Hằng, Du Xe Pháp, Anna Đào, Đàm Minh Pháp, cho hai Du Xe, cho hai Anna, cho hai Du Xe, cho Đàm Minh, cho Du Xe Anna, Du Xe Trang, Du Xe Hai Bảo, cho hai Du Muộn Anna, cho Du Xe Bảy Đẹp, cho Du Xe Hà, hai linh hồn Anna Út Luân, cho ông bà cha mẹ tổ tiên nội ngoại hai bên, cho linh hồn mồ côi và các linh hồn. Để tâm tình cầu xin và những ý nguyện chúng ta cùng thể dâng lên được Chúa thương chấp nhận, chúng ta thành tâm thánh ngủ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn thắng. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô là người con Chúa hằng ưu ái và là vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài hoa sinh đã được cứu khỏi bằng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chức sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng David tại Hebron mà nói rằng: đây chúng tôi là cốt nhục của Ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saul đang làm vua chúng tôi, thì chính Ngài đã dẫn dắt Israel, và Chúa đã nói với Ngài rằng: chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân ta và sẽ trở nên thủ lãnh Israel. Vậy tất cả các vị kỳ lão Israel đều đến tìm nhà vua tại Hebron, và tại đó vua David ký kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền sức dầu phong David làm vua Israel. Đó là lời Chúa. Được ơn cứu rỗi nhờ máu người và được ơn tha tội.
Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật. Vì trong người, muôn loài trên trời, dưới đất đã được tác thành. Mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các vệ thần hay quả thần, dù là các chủ thần hay quyền thần, mọi vật đã được tác thành nhờ người và trong người. Và người có tức mọi loài, và mọi loài tạo trong người. Người là đầu thân thể, tức là hội thánh, là nguyên thủy và là từ trưởng kẻ chết, để người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi người, và Thiên Chúa đã giao hòa vạn vật nhờ người và vì người. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hòa bình trên trời dưới đất. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu mà rằng: Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn. Quân lính đều chế giễu người và đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, Latin và Do Thái như sau: Người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: Nếu ông là đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu cả chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nó rằng: Mi cũng chịu đóng đinh một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu? Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin hãy nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp: Ta bảo thật ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Đó là lời Chúa. Kính cha chân sứ, cha phó, quý vị, kính thưa quý phụ, quý chức, kiêu mãn chị em, đặc biệt là các bạn trẻ rất thân mến. Trong buổi chiều tối hôm nay, chúng ta quy tụ nơi giữa trang này, trong một bầu khí mát mẻ. Thế nhưng có một vài giọt mưa đã làm cho chúng ta cũng ngạt đến. Và khung cảnh này làm cho con nhớ tới cách đây 2 ngày.
Cũng vào buổi chiều tối ngày thứ năm, Đức Thánh Cha Francisco ngài cử hành thánh lễ tại sân vận động Subhata Lasai của Thái Lan mà con diễm phúc được tham dự. Hơn 60.000 người quy tụ tại sân vận động, trong đó có khoảng 10.000 người Việt Nam. Và con cũng được nhìn thấy và gặp gỡ rất nhiều các vị ở giáo xứ Kẻ Sạch chúng ta cũng đi tham dự thánh lễ bên đó. Khung cảnh giống nhau. Ví dụ như con thấy đã che dù, các vị ở đây che dù, ở bên kia cũng che dù. Không mưa nhưng mà phải che dù bởi vì nắng lắm. Con ngồi ngay bên cạnh cái lễ đài, ngay cái chỗ này, lễ đài đây, con ngồi ngay bên đây. Mà 12 rưỡi con đã phải xí chỗ rồi. Thế nên là 12 rưỡi trưa chính ngọ nắng. Và không hiểu sao cái nắng của Thái Lan nó lại nắng hơn là nắng của Việt Nam. Ngồi phơi nắng từ 12 rưỡi cho đến 4 rưỡi chiều, khô nét như con cá đuối vậy. Thế nhưng hạnh phúc, và cũng thêm có cái che dù, có cái dù mình che thôi cho nó đỡ nắng. Và các quý vị biết, tám che mà chỉ có một cái dù thôi, cái dù cứu sinh, nên là tụ lại với nhau để mà lấy cái bóng của cái dù. Khung cảnh có thể khác nhau, ở bên kia là nắng, còn ở đây chúng ta lại mưa. Và bên kia tập trung ở sân vận động, còn ta tập trung tại nghĩa trang này của giáo xứ. Và có nhiều cái điểm khác, nhưng tất cả chúng ta đều quy tụ lại có một điểm rất giống nhau, đó là để chúng ta cử hành thánh lễ, để chúng ta cử hành hy tế tạ ơn, hy tế tạ ơn của Đức Giêsu Kitô, vua vũ trụ, vua của mỗi người chúng ta. Ngày hôm nay Chủ nhật cuối cùng của năm Tổng bộ, Giáo hội cho chúng ta mừng kính và tôn vinh Chúa Giêsu Kitô là vua vũ trụ, vua cả trời đất. Vậy mà trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Thánh Luca lại kể lại cho chúng ta câu chuyện Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá giữa hai tên trộm cướp. Điều đó làm cho chúng ta cảm thấy có một cái điều gì đó sai sai ở đây thì phải. Bởi lẽ một vị vua, tại sao cái vị vua ấy lại bị treo trên thập giá như vậy? Ngôn ngữ loài người chúng ta dùng cái tiếng vua để gọi những con người quyền lực, quyền năng trên mọi loài ở trong vương quốc của mình, trên mọi người trong đất nước của mình. Và vị vua ấy có quyền sinh sát ở trong tay, được hưởng vinh hoa phú quý hơn tất cả mọi người. Chúng ta cũng dùng cái từ vua ấy để tôn vinh Chúa Giêsu, Chúa chúng ta. Thế nhưng vị vua này lại khác với cả các vua trần gian. Vị vua ấy được tôn vinh vào lúc nào? Thưa ông bà anh chị em, vị vua ấy chính thức được tôn vinh khi ngài bị đóng đinh trên thập giá. Và chúng ta nhìn lên cây thập giá của Thiên Chúa chúng ta, chúng ta thấy có dòng chữ in ri. Và trong bài tin mừng cho chúng ta thấy cái bản này được viết bằng tiếng Latin, tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái. Còn chữ in ri chúng ta nhìn đây, đó là tiếng Latin. Chữ Y là viết tắt của chữ Jesus. Còn chữ N, Nazareus. Còn chữ R là chữ Rex,
có nghĩa là vua. Còn chữ cuối cùng, chữ Y, đó là Israelis. Như thế có nghĩa là Đức Giê-xu Nazareth, cái kẻ mà bị treo trên thập giá ấy, là vua dân Do Thái. Chính khi Ngài bị treo trên thập giá, Ngài đã được tôn vinh làm vua cả vũ trụ. Không chỉ là vua của dân Do Thái, mà vua của mọi thời đại, vua của cả vũ trụ, cả trời đất này. Và vị vua này chúng ta thấy không đội vương miện mà đội mạo gai. Vị vua này không mặc long bào, không mặc cẩm bào, mà không có một tấm áo che thân. Vị vua này không ngẩng cao đầu để mà biểu dương cái quyền lực của mình, nhưng vị vua này lại gục đầu xuống để cho tất cả thần dân của mình ngẩng cao đầu trong ơn cứu độ mà Ngài ban cho chúng ta. Với cái nghịch lý ấy, chúng ta nhận ra rằng tư tưởng của Thiên Chúa không giống với tư tưởng của con người, và đường lối của Thiên Chúa cũng khác xa đường lối của con người. Ngài là vua của sự thật, vua của tình yêu. Ngài là vua của an bình, vua của hoan lạc. Ngài là vua sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe ơn. Và không ai có tình yêu lớn hơn cái tình yêu mà dám hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu. Chính vì thế, Chúa Giê-xu, Ngài là vua của chúng ta. Ngài cam chịu tất cả những đau khổ và chịu chết trên thập giá vì yêu chúng ta. Và vương quốc của Ngài là vương quốc của yêu thương, vương quốc của tình thương, của lòng thương xót. Còn chúng ta, chúng ta lại tranh đấu, chúng ta lại bon chen, lại tìm đủ mọi cách để chúng ta gian dối và gian ác với người khác. Miễn làm sao ta đạt được quyền lực, ta làm sao ta có thể vượt lên trên người khác, miễn làm sao ta có thể chà đạp người khác, làm cho người khác thua kém mình. Phải chăng đường lối của chúng ta, cái cách sống của chúng ta khác xa với vị vua tình yêu? Chúa Giê-xu là vua của một vương quốc bình an và hoan lạc trong thánh thần. Chúng ta thường tìm bình an và hoan lạc ở nơi xác thịt, nơi thế gian, nơi tiền bạc. Ta coi tiền bạc có thể bảo đảm cho đời sống của chúng ta. Ta coi quyền lực có thể làm cho chúng ta hạnh phúc, làm cho chúng ta sung sướng. Thế nhưng phải chăng đó là sự bình an và sự hạnh phúc ở trong thánh thần? Chỉ có Chúa Giê-xu, Ngài mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên công dân của vương quốc của Ngài, của một đức vua tình yêu, và chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an và hoan lạc ở trong chính ơn cứu độ mà Ngài ban cho mỗi người chúng ta. Vì thế ngày hôm nay chúng ta tuyên xưng Chúa Giê-xu là vua cả vũ trụ, và nhất là chúng ta cầu xin Chúa làm cho chúng ta trở nên công dân của nước trời, của vương quốc vua yêu thương ấy. Và làm sao để Chúa Giê-xu làm vua tâm hồn của mình, làm vua của gia đình mình? Ăn trộm ở trong bài tin mừng hôm nay nêu cho chúng ta một mẫu gương. Trước hết, anh nhìn nhận cái tội lỗi, cái lỗi lầm của mình. Anh nói với cả cái tên trộm ở bên kia: chúng ta bị đóng đinh như thế này là phải lẽ, bởi vì ta sống gian ác, cái ta làm như thế, ta bị như thế này là xứng đáng.
Còn cái ông Giê-xu kia, ông có làm gì xấu đâu? Thế nên bước đầu tiên để chúng ta trở thành công dân của nước trời, của vương quốc tình yêu, đó là chúng ta nhận ra những lỗi lầm của mình, những thiếu sót, những tội lỗi của chúng ta trong đời sống hàng ngày, nhất là những tội lỗi, lỗi đức bác ái yêu thương với anh chị em, với những người trong gia đình của chúng ta. Để rồi chúng ta tiếp tục noi gương cái anh trộm lành này để thưa với Chúa Giê-xu, lạy ông Giê-xu, khi nào ông về nước của ông, xin ông nhớ đến tôi cùng. Đó là lời cầu nguyện tiếp theo cái lòng sám hối của chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu là vua, Chúa Giê-xu là vua của tình yêu, hãy nhớ đến con trong nước của Ngài, và xin dạy cho con sống thế nào để trở thành công dân của nước trời. Và chúng ta cũng cầu nguyện với vua Giê-xu. Lạy vua Giê-xu, xin cũng hãy nhớ đến linh hồn của các bậc tổ tiên, của các bậc tiền nhân, của ông bà, cha mẹ, của những người thân yêu bạn hữu, của những người trong giáo xứ chúng con đã qua đời. Xin vua Giê-xu đón nhận tất cả những linh hồn ấy, những người thân yêu ấy của chúng con vào trong vương quốc hằng sống, và ban cho chúng con một ngày kia cũng trở thành công dân của vương quốc hạnh phúc vĩnh cửu muôn đời. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin trên một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin trên một Chúa Giê-xu Ki-tô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Chúng ta thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Quý ông bà anh chị em thân mến, trên thập giá Đức Kitô vua tình yêu đã hứa ban thiên đàng cho người trộm biết sám hối. Với lòng khiêm nhường và tin tưởng, chúng ta nài xin Chúa ban cho chúng ta hạnh phúc đời đời trong ngày sau hết. Đức Giê-xu Ki-tô lạy đầu hội thánh, xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô
các đức giang một luôn nhảy bên với ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần, để nhiệt thành xây dựng hội thánh tinh tuyền, thanh thiện và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mọi vật được tạo thành nhờ và trong Đức Kitô. Xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia nhận biết trời đất và muôn loài được tạo dựng và sinh tồn do Thiên Chúa, để biết cộng tác với người mà xây dựng một nền văn minh tình thương và công bình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban bình an cho muôn loài. Xin cho các Kitô hữu biết nỗ lực phúc âm hoa tâm hồn và đời sống mỗi ngày, để được hưởng niềm vui cứu độ tại thế và vinh phúc nước trời mai sau. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người đã đem chúng ta vào nước con yêu dấu của Người. Xin cho chúng ta trung thành bước theo Vua Giê-xu trên con đường tình yêu thầm xa, hiến dâng đời mình phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân, hầu được Chúa đưa vào hạnh phúc đời đời. Lạy Chúa đã đặt Đức Kitô làm vua vũ trụ, làm Chúa muôn loài. Xin thương nhận lời chúng con cầu xin mà cho chúng con luôn được sống trong sự che chở của Vua Giê-xu mà tin về quê trời bình an, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện, đây là của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con thành khẩn dâng lên Chúa lễ tế hòa giải của Đức Kitô và tha thiết ban này cho mọi dân mọi nước, nhờ Người được hiệp nhất và bình an, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Lạy Cha chi thân là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sức dầu hoan lạc tân phong con một Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con làm linh mục đời đời và làm vua vũ trụ, để khi hiện thân trên bàn thờ thập gia làm lễ phẩm hòa giai và tinh tuyền, Người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi đã bắt mọi loài quy phục quyền binh mình, Người trao lại cho Cha là đấng uy linh cao cả một vương quốc vĩnh cửu và vô biên, vương quốc tràn đầy sự thật và sự sống, tràn đầy ân sủng và thân thiện, tràn đầy tình thương, công lý và bình an. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng: Quý tu sĩ, quý chức bằng giáo, quý ân nhân,
mọi người thân của chúng con đã nghỉ tại đất thánh này, và tất cả các linh hồn mà chúng con cùng thể dâng lên hôm nay, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng như nên anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sông lầy, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho ai thấy được vào hương anh sang tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse vạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh cơ đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha con đang trong sự hợp nhất của Chúa và Thần Linh muôn đời. Vâng, lần Chúa cứ thế và theo thế chúng ta khát nguyện rằng
Xin mời cộng đoàn đứng. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con được vinh dự sống theo lời giáo huấn của Đức Kitô là vua toàn thể vũ trụ. Chúng con cũng vừa lãnh nhận thần lương ban sự sống muôn đời. Xin cho chúng con được mãi mãi cùng người hưởng vinh quang thiên quốc, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Nhất là xin chân thành cảm ơn cộng đoàn, mặc dù trời mưa gió đã cố gắng đến đây để hiện diện tham dự thánh lễ mừng Chúa Kitô vô vũ trụ, và đặc biệt là cầu cho các đặng linh hồn. Cộng đoàn chúng ta xin chân thành cảm ơn và xin biểu lộ lòng cảm ơn bằng một tràng pháo tay thật lớn. Một số trẻ em và đặc biệt người già cao tuổi, cụ bà Hai Phúc cũng đã đến đây, xin được chân thành cảm ơn. Hiện diện hôm nay cũng có cha xứ, cha phó, rồi có cha Vũ, người cùng với lại một số người cũng vừa mới đi Thái Lan để tham dự thánh lễ và gặp Đức Thánh Cha Francisco trở về, đã nhận lời chia sẻ lời Chúa cũng như chia sẻ một chút kinh nghiệm trong chuyến đi Thái Lan vừa qua. Xin chân thành cảm ơn cha, xin cảm ơn ban âm thanh khánh tiết cả đoàn lễ sinh, ban giới trẻ và nhiều người các anh các khác cũng đã vất vả chuẩn bị cho buổi lễ này. Xin Chúa ban muôn phúc lành cho tất cả chúng ta, đặc biệt những ai cũng đã góp phần công sức. Hôm nay lễ Chúa Kitô vô vũ trụ là ngày truyền thống của giới gia trưởng. Giới gia trưởng sẽ tĩnh tâm tối hôm nay tại nhà thờ vào lúc 19:15. Và thánh lễ mừng kính của giới gia trưởng sẽ tổ chức vào lúc 17:30 tại nhà thờ giáo xứ vào Chủ nhật ngày mai. Ngay sau thánh lễ, sau lời mời lễ thì cha xứ sẽ đặt mình thánh Chúa để cho cộng đoàn hiệp thông cùng giới gia trưởng chồng tạ ơn nhân ngày mừng truyền thống. Vì vậy xin cộng đoàn chúng ta cố gắng nhắc nhở nhau tham dự đông đủ, nhất là quý gia trưởng nhắc nhở nhau tham dự. Lễ Thánh Tự Đạo Việt Nam ngày 24/11 là bổn mạng của giáo hoàng hôm nay sẽ được tổ chức tại nhà thờ giáo xứ Bắc Hải vào lúc 18:00 thứ hai ngày 25/11. Đức Giám mục Gioan sẽ chủ sự thánh lễ và số người tham dự là không giới hạn, tức là mời mọi người, quý cha quý tu sĩ, mọi tín hữu trong giáo hạt hôm nay tham dự mừng ngày bổn mạng. Xin kính mời cộng đoàn sắp xếp thời gian cũng như phương tiện đi lại để tham dự thánh lễ đông đủ. Có quy sơ hội dòng khiết tâm Đức Mẹ Nha Trang đang xây dựng cơ sở bác ái giúp trẻ em khuyết tật, có sản xuất và bán rượu nho. Được biết là hộp rất đẹp, hai chai, tức là một cặp và là 200.000. Vì vậy mà cộng đoàn chúng ta vì nhu cầu uống với sức khỏe cũng như là chuẩn bị quà Tết hay là quà biếu, chúng ta cũng mua giúp ủng hộ quý sơ. Trời mưa quá cho nên các sơ hôm nay đến rồi nhưng mà đang để ở nhà xứ, chắc là các thánh lễ ngày mai sẽ phục vụ. Xin cộng đoàn chúng ta cũng ghé qua mua giúp ủng hộ. Ngày 21/11 vừa qua tại Trung tâm Văn hóa Đức Mẹ Núi Cúi, Đức Cha Giuse đã công bố chủ đề phục vụ 2019-2020 mà chúng ta nghe hồi trước lễ đây. Gia đình và giới trẻ hãy là chứng nhân của lòng Chúa thương xót, người trẻ hướng đến sự trưởng thành toàn diện. Trong tuần thứ nhất mùa vọng sắp tới, giáo xứ sẽ gửi đến các gia đình thư mục vụ của Đức Cha Giuse, lịch phụng vụ treo tường năm mới, phong thư hiệp thông bác ái mùa vọng và Giáng sinh. Có nhiều giáo xứ nghèo vùng sâu vùng xa đang xây nhà thờ, nhờ chúng ta cũng giúp đỡ, đặc biệt chia sẻ trong mùa Giáng sinh này. Vì vậy mà mong quý cộng đoàn, các gia đình chúng ta đón nhận và với lòng quảng đại chúng ta hiệp thông chia sẻ để vừa tạo điều kiện sinh hoạt cho Giáng sinh năm nay của giáo xứ, và nhất là để chia sẻ bác ái cho những xứ, những người vùng sâu vùng xa nghèo khó khăn. Chủ nhật tuần sau bước vào chủ nhật thứ nhất mùa vọng, huynh đoàn Đồng Ba La Minh sẽ phục vụ bữa sáng với bánh mì không đồng từ lúc 6:00.
các ngày Chủ nhật thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, mùa vận, tức là các ngày 1, mùng 8, 15, 22 tháng 12. Xin kính mời những người lao động, những người già cả bệnh tật có thể đến nhận bánh mì miễn phí trong các ngày này. Đây là một bài thông báo sinh hoạt. Xin chân thành cảm ơn cộng đoàn và xin mời đứng. Xin cảm ơn ban truyền thông cũng đã cho thông tin để mời gọi mọi người đến lễ, cũng như đã thực hiện chương trình chụp hình ghi ảnh quay phim trong buổi lễ hôm nay. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Bao thương đau mong đến muôn lo
Chúa rút bớt thời gian thương đau. Từ chưa